về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện học, tải ngay về danh. Cô chào tất cả các con. Chào đón các con đã quay trở lại với tiết học của cô ngày hôm nay. Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một kiến thức rất thú vị. Đó là kiến thức trong bài 15, vị trí định hướng trong không gian, trước, sau, ở giữa, tiết 1. Trước khi vào tiết học, con hãy chuẩn bị sách giáo khoa, vở và bút nhé. Cô mời các con cùng quan sát lên màn hình. Trên màn hình, cô có 3 nhân vật. Các con hãy đọc tên các nhân vật đó cùng với cô nhé. Rồi, nhân vật đầu tiên là bạn thỏ nâu. Nhân vật thứ hai là bạn thỏ khoang. Và nhân vật cuối cùng là bạn thỏ xám đấy. Các con hãy lắng nghe câu hỏi của cô này. Cô đố các con biết, đứng trước bạn thỏ khoang là bạn thỏ nào? À, rất nhiều bạn đã có câu trả lời rồi đấy. Đứng trước bạn thỏ khoang, chúng mình nhìn này, đó chính là bạn thỏ nâu. Chúng mình có thể nói thỏ nâu ở trước thỏ khoang. Các con lại quan sát và lắng nghe câu hỏi của cô nhé. Đứng sau bạn thỏ khoang là thỏ nào? À, đứng sau thỏ khoang là bạn thỏ xám đấy. Chúng ta có thể nói rằng thỏ xám ở sau thỏ khoang. Và câu hỏi cuối cùng dành cho các con này. Bạn thỏ nào đứng giữa thỏ nâu và thỏ xám? À, đúng rồi. Bạn đứng giữa thỏ nâu và thỏ xám, đó chính là bạn thỏ khoang. Chúng ta có thể nói thỏ khoang ở giữa thỏ nâu và thỏ xám. Rồi, như vậy là qua phần khám phá vừa rồi, chúng mình đã biết thế nào là vị trí ở trước, ở sau và ở giữa rồi đúng không nào? Bây giờ chúng mình cùng quan sát tiếp lên màn hình của cô này. Trên màn hình cô có những nhân vật nào nhỉ? À, đó chính là một bạn búp bê rất dễ thương và một chú mèo. Ở giữa chúng mình thấy là một chiếc bàn. Ở giữa chúng mình thấy là một chiếc bàn. Các con hãy lắng nghe câu hỏi của cô nhé. Cô đố các con, búp bê ở trên hay ở dưới chiếc bàn nào? Khi mà lấy chiếc bàn làm chuẩn thì chúng mình thấy rằng búp bê được đặt ở phía trên. Vậy búp bê ở trên chiếc bàn nhé. Rồi, câu hỏi thứ hai dành cho các con này. Chú mèo ở trên hay ở dưới chiếc bàn? Các con quan sát này, chú mèo đang ở dưới chiếc bàn đấy. À, vậy khi mà lấy một vật gì đó làm trung tâm, chúng mình sẽ quan sát vị trí của các vật còn lại. Vật nào ở cao thì đó là ở phía trên, vật nào ở phía dưới thấp thì nó là ở phía dưới đấy. Để giúp các con nắm chắc hơn về vị trí trước, sau, ở giữa, ở trên hay ở dưới, chúng ta cùng nhau khám phá bài tập nhé. Bài tập 1, trang 96, sách giáo khoa, số. Các con hãy quan sát đoàn tàu, điền các số thích hợp vào ô trống nhé. Ở đây chúng mình thấy một đoàn tàu có các toa được đánh số từ số 1, số 2, số 3, rồi đến số 4 đúng không nào? Vậy thì các con hãy quan sát và cho cô biết toa nào ở trước toa 2? À, toa ở số 2 là toa này này. Chúng mình có thể giơ ngón tay trỏ lên chỉ vào toa số 2 và quan sát phía trước của toa số 2 nhé. Phía trước toa số 2 đó chính là toa số 1. Vậy chúng ta viết số 1 vào ô trống. Toa 1 ở trước toa 2. Các con lại quan sát tiếp câu hỏi thứ 2. Toa nào ở sau toa 3? Các con cũng giơ ngón tay trỏ chỉ vào toa số 3 này. Và quan sát xem phía sau toa 3 là toa số mấy? Chính xác, phía sau toa số 3 là toa số 4. Các con viết số 4 vào ổ trống. Toa 4 ở sau toa 3. Câu hỏi cuối cùng dành cho các con. Toa nào ở giữa toa 1 và 3? Các con quan sát, lấy tay chỉ vào toa số 1 và toa số 3. Vậy toa nào đang nằm ở giữa toa số 1 và toa số 3 nhỉ? Đúng rồi, đó chính là toa số 2.
các con viết số 2 vào ô trống. Toa 2 ở giữa toa 1 và 3. Bài tập 1 rất là dễ đúng không nào? Qua bài tập 1 này, chúng ta được củng cố các kiến thức về vị trí ở trước, ở sau và ở giữa đấy. Bây giờ, cô trò chúng mình cùng nhau chuyển sang bài tập tiếp theo nhé. Bài 2, trang 96, sách giáo khoa. A. Đèn trên cùng màu gì? B. Đèn ở giữa màu gì? Và C. Đèn dưới cùng màu gì? Các con quan sát và cho cô biết đây là hình ảnh gì nào? Đây là một hình ảnh rất quen thuộc khi mà chúng mình tham gia giao thông trên đường phố đúng không nào? Đây chính là đèn giao thông. Chúng mình thấy đèn giao thông gồm có 3 màu, màu đỏ, màu vàng và màu xanh đúng không nào? Bây giờ chúng mình sẽ cùng đọc lại từng câu hỏi một và trả lời nhé. Ở câu hỏi A, đèn trên cùng màu gì? Chúng mình thấy ở cột đèn giao thông này thì đèn ở phía trên cùng có màu gì nhỉ? Cùng lấy tay và chỉ vào màu đó giúp cô nhé. Chính xác, đèn trên cùng có màu đỏ đấy. Khi đèn chuyển sang màu đỏ là chúng ta phải dừng lại để nhường đường cho các phương tiện khác di chuyển. Câu hỏi B, đèn ở giữa màu gì? Chúng mình quan sát này, đèn ở giữa ba màu này là đèn màu vàng. Và tín hiệu đèn màu vàng báo hiệu cho chúng mình là di chuyển chậm lại trước khi mà dừng hẳn để đèn chuyển sang màu đỏ, nhường đường cho các phương tiện khác đúng không nào? Câu hỏi cuối cùng, câu hỏi C, đèn dưới cùng màu gì? Đúng rồi ạ, rất nhiều bạn có câu trả lời đúng. Đèn dưới cùng ở đây có màu xanh. Màu xanh cho phép chúng ta di chuyển trên đường đúng không nào? Như vậy, bài tập 2 đã giúp các con ôn tập lại vị trí trên, dưới và ở giữa qua những tình huống rất là cụ thể, thực tế trong cuộc sống. Bây giờ, cô trò chúng mình cùng nhau chuyển sang bài tập tiếp theo. Bài tập 3, trang 97, sách giáo khoa. Có một số bạn ngồi thành hai hàng để xem phim hoạt hình. Hỏi. Câu hỏi A. Hàng trước có mấy bạn? Hàng sau có mấy bạn? Các con hãy cùng quan sát nhé. Bức hình này vẽ các bạn đang ngồi xem phim hoạt hình. Và chúng mình nhìn thấy này, đây chính là chiếc tivi được đặt này ở phía trước đúng không nào? Các bạn ngồi thành hai hàng, hàng phía trước và hàng phía sau. Vậy thì các con hãy xác định xem đâu là hàng phía trước, đâu là hàng phía sau, rồi đếm xem mỗi hàng có bao nhiêu bạn nhé. Đúng rồi ạ, từ vị trí mà chiếc tivi được đặt này thì chúng mình quan sát thấy những bạn ngồi gần tivi nhất sẽ là hàng trước. Vậy ở đây chúng ta thấy hàng trước có 1, 2, 3, 4 bạn, đúng không ạ? Chúng ta viết số 4 cạnh hàng trước này. Hàng còn lại chính là hàng sau. Và hàng sau có bao nhiêu bạn nhỉ? Hãy cùng đếm với cô nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hàng sau có 6 bạn. Rất là dễ dàng chúng mình trả lời được câu hỏi A đúng không nào? Chúng mình cùng quan sát tiếp và lắng nghe câu hỏi B. B. Có tất cả bao nhiêu bạn ngồi xem phim? Để tìm được có tất cả bao nhiêu bạn ngồi xem phim, chúng ta sẽ làm phép tính gì nhỉ? Đúng rồi, chúng ta sẽ làm phép tính cộng, gộp 4 bạn ở hàng trên với 6 bạn ở hàng dưới. Chúng ta lấy 4 cộng với 6 và được kết quả là bao nhiêu nhỉ? 4 cộng 6 được kết quả là 10. Có tất cả 10 bạn ngồi xem phim. Bài tập 3 rất là thú vị đúng không nào? Các con thấy đấy, khi mà chúng mình đi xem phim, có thể là ở rạp chiếu phim chẳng hạn, hoặc là ở nhà chẳng hạn, thì các con cũng thấy có những người ngồi ở vị trí phía trước, những người ngồi ở vị trí phía sau, có người ngồi bên trái, bên phải hay là ở giữa đúng không nào? Bây giờ, cô trò chúng mình cùng nhau chuyển sang bài tập tiếp theo. Bài 4, trang 97, sách giáo khoa. Các viên gạch được xếp thành hình dưới đây. Hỏi, có bao nhiêu viên gạch ở A. Hàng trên cùng, B. Hàng dưới cùng, C. Hàng giữa và D. Cả ba hàng.
Trước hết chúng ta sẽ cùng quan sát này. Đây là một bức hình vẽ các viên gạch được xếp thành 3 hàng đúng không nào? Chúng ta hãy xác định đâu là hàng trên, đâu là hàng dưới, đâu là hàng ở giữa nhé. Câu hỏi đầu tiên, hàng trên cùng có bao nhiêu viên gạch? Các con hãy quan sát này. Hàng trên cùng thì sẽ được đặt ở vị trí cao nhất đúng không nào? Chúng ta thấy đây chính là hàng trên cùng. Và hàng trên cùng có 1, 2 viên gạch. Các con viết số 2. Còn hàng dưới cùng? Hàng dưới cùng sẽ ở vị trí thấp nhất. Chúng ta thấy có 1, 2, 3, 4 viên gạch được xếp ở hàng dưới cùng. Các con viết số 4. Hàng ở giữa có bao nhiêu viên gạch? Hàng ở giữa chính là hàng còn lại, nằm giữa hàng trên cùng và hàng dưới cùng, đúng không nào? Và hàng ở giữa có 1, 2, 3 viên gạch. Các con viết số 3. Bây giờ thì chúng ta dễ dàng trả lời được câu hỏi cuối cùng đúng không nào? Câu hỏi D, cả 3 hàng sẽ có bao nhiêu viên gạch nhỉ? Chúng ta sẽ gộp 2 viên gạch ở hàng trên cùng với 4 viên gạch ở hàng dưới cùng và 3 viên gạch ở hàng giữa để tìm được số viên gạch ở cả 3 hàng. Chúng ta làm phép tính cộng 2 cộng 4 cộng 3 và các con tính được kết quả là bao nhiêu? Đây là một phép tính có 3 số trong phép cộng. Các con sẽ phải nhẩm kết quả phụ rồi tìm được kết quả chính ở phép tính này nhé. 2 cộng 4 bằng 6. 6 chính là kết quả phụ. 6 cộng với 3 được kết quả là 9. Vậy cả 3 hàng có 9 viên gạch. Bài tập rất là dễ đúng không nào? Bài tập số 4 cũng đã kết thúc lại buổi học ngày hôm nay của cô trò chúng mình. Trong tiết học, chúng ta được học kiến thức về vị trí định hướng trong không gian. Nắm được kiến thức thế nào là ở trên, ở dưới, ở giữa, vị trí trước, sau. Về nhà, các con hãy làm thêm các bài tập trong vở bài tập của mình và quan sát các đồ vật xung quanh để ôn tập lại kiến thức này nhé. Tiết học của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con trong những tiết học sau. Cô chào tất cả các con. Rất vui khi được gặp lại các con trong tiết học ngày hôm nay. Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu các kiến thức về vị trí định hướng trong không gian nhé. Bài 15. Vị trí định hướng trong không gian. Phải, trái, tiết 2. Trước khi vào tiết học, con hãy chuẩn bị sách giáo khoa, vở và bút nhé. Chúng mình cùng quan sát lên màn hình. Trên màn hình, cô có hai nhân vật đang xếp hàng. Các con hãy cho cô biết đó là những nhân vật nào? À, đó chính là nhân vật thỏ và nhân vật rùa đúng không nào? Thỏ và rùa đang xếp hàng. Từ vị trí quan sát của chúng ta, các con hãy cho cô biết thỏ đứng ở phía bên trái hay bên phải? Rùa đứng ở phía bên phải hay bên trái? Đúng rồi, từ phía quan sát của chúng mình, hay nói cách khác, từ hướng người nhìn, thì vị trí đứng ở phía bên phải đó chính là bạn rùa. Bên phải là rùa, và vị trí đứng bên trái đó chính là bạn thỏ. Bên trái là thỏ. Để xác định được vị trí bên phải, bên trái, chúng mình lưu ý lấy điểm quan sát là hướng của người nhìn nhé. Các con cùng quan sát tiếp. Cô có 3 bạn là bạn Mai, bạn Nam và bạn Robot cũng đang xếp hàng. Từ phía nhìn của chúng ta và quan sát từ trái sang phải, các con hãy cho cô biết vị trí đứng thứ nhất là bạn nào, vị trí đứng thứ hai là bạn nào và vị trí đứng thứ ba là của bạn nào. Khi quan sát từ trái sang phải thì bạn đứng đầu tiên, hay nói cách khác, bạn đứng thứ nhất là bạn Mai. Bạn đứng ở vị trí thứ hai là bạn Nam. Và bạn đứng ở vị trí cuối cùng là bạn Robot đấy. Qua phần khám phá vừa rồi, chúng mình lưu ý để xác định được vị trí định hướng trong không gian phải hay trái, vị trí thứ nhất, thứ hai, thứ ba, chúng ta nhớ lấy điểm quan sát là hướng của người nhìn và lấy hướng quy định từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái các con nhé. Để giúp các con nắm chắc hơn về kiến thức này, chúng ta cùng nhau vào phần bài tập. Bài 1, trang 98, sách giáo khoa. Bên phải là khối hình nào? Bên trái là khối hình nào? Ở bài tập 1 này,
có hai khối hình rất quen thuộc mà chúng ta đã được học ở các tiết học trước đúng không nào? Đó chính là khối lập phương và khối hộp chữ nhật. Khối lập phương có màu cam bởi vì nó có 6 mặt, các mặt đều là hình vuông. Và khối hình còn lại là màu xanh, chính là khối hộp chữ nhật. Từ hướng quan sát của các con hãy xác định xem phía bên phải là khối hình nào và phía bên trái là khối hình nào nhé. Đúng rồi ạ, rất là dễ đúng không nào? Khi lấy hướng quan sát từ phía người nhìn là chúng mình thì vị trí ở phía bên phải chính là khối hộp chữ nhật và vị trí ở phía bên trái đó chính là khối lập phương. Bài tập 1 đã giúp các con củng cố lại cách xác định vị trí bên phải, bên trái. Bây giờ chúng ta cùng quan sát tiếp bài tập thứ 2. Bài 2 trang 98 sách giáo khoa. Từ trái sang phải thì hình tam giác ở vị trí thứ mấy? Các con sẽ phải xác định vị trí từ trái sang phải, đó chính là vị trí từ hình tròn sang hình tam giác đúng không nào? Hình tròn ở vị trí thứ nhất, hình vuông ở vị trí thứ hai và hình tam giác ở vị trí thứ ba. Chúng ta trả lời là từ trái sang phải, hình tam giác ở vị trí thứ ba. Câu hỏi tiếp theo dành cho các con. Từ phải sang trái thì hình ở vị trí thứ ba là hình nào? À, lần này chúng mình lại phải xác định lại chuẩn quan sát của chúng ta là từ phải sang trái. Vậy từ phải sang trái sẽ bắt đầu từ hình tam giác. Tam giác ở vị trí thứ nhất, hình vuông ở vị trí thứ hai. Vậy hình ở vị trí thứ ba đó chính là hình tròn đấy. Từ phải sang trái thì hình tròn ở vị trí thứ ba. Câu hỏi cuối cùng dành cho các con. Hình nào ở giữa hình tròn và hình tam giác nhỉ? Nào bây giờ chúng mình cùng đưa tay chỉ vào hình tròn và hình tam giác. Vậy thì vị trí ở giữa là hình vuông. Chúng ta trả lời hình vuông ở giữa hình tròn và hình tam giác. Bài tập 2 đã giúp các con củng cố lại kiến thức về vị trí định hướng trong không gian. Chúng ta đã cùng nhau xác định phía bên phải, bên trái, vị trí thứ nhất, thứ hai, thứ ba và ở giữa đúng không nào? Bây giờ cô trò chúng ta cùng nhau chuyển sang bài tập tiếp theo. Bài tập 1 trang 99 sách giáo khoa. Câu hỏi: nêu tên các hình theo thứ tự từ trái sang phải. Để nêu tên được các hình theo thứ tự từ trái sang phải, chúng ta sẽ phải quan sát và xác định xem phía bên trái bắt đầu từ hình nào và phía bên phải là hình nào. Từ phía quan sát của người nhìn là chúng ta thì chúng ta xác định được phía bên trái vị trí đầu tiên là hình tam giác, tiếp theo là hình vuông, hình tròn và cuối cùng là hình chữ nhật. Chúng mình cùng lắng nghe tiếp câu hỏi thứ hai. Hình nào ở giữa hình tam giác và hình tròn? Các con sẽ giơ ngón tay lên chỉ cho cô đâu là hình tam giác và đâu là hình tròn. Quan sát xem hình ở giữa hai hình này là hình nào nhé. À, hình ở giữa hình tam giác và hình tròn đó chính là hình vuông. Hình vuông ở giữa hình tam giác và hình tròn. Một câu hỏi nữa dành cho các con. Qua bài tập 1 vừa rồi, chúng ta được ôn tập lại các hình đã học là hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật. Xác định được vị trí các hình từ bên trái sang bên phải và vị trí ở giữa đúng không nào? Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang bài tập tiếp theo. Bài 2 trang 99 sách giáo khoa. Ở khối lập phương A, mặt trước tô màu đỏ, mặt trên tô màu xanh, mặt bên phải tô màu vàng. Vậy thì em cho biết ở khối lập phương B, mặt trước tô màu gì, mặt trên tô màu gì và mặt bên phải tô màu gì? Các con quan sát ở khối lập phương A, đề bài đã cho rằng mặt phía trước thì được tô màu đỏ này, mặt ở trên được tô màu xanh này và mặt bên phải được tô màu vàng. Tương tự như vậy, các con hãy xác định xem ở khối lập phương B thì mặt trước, mặt trên và mặt bên phải được tô màu gì nhé. Rồi, ở khối lập phương B, mặt phía trước là mặt chúng ta nhìn thấy ở đây. Đây chính là mặt trước và mặt trước được tô màu xanh. Mặt trên của khối lập phương B được tô màu gì? À, mặt trên của khối lập phương B, đây chính là mặt trên này.
và mặt trên được tô màu vàng. Cuối cùng là mặt bên phải. Mặt bên phải của khối lập phương B được tô màu đỏ. Các con đã xác định được chưa nào? Vậy là từ một khối lập phương, khi chúng mình lật đi, lật lại thì các mặt cũng thay đổi theo vị trí trên, dưới, trước, sau, phải hay trái, đúng không nào? Bài tập 2 đã kết thúc lại tiết học ngày hôm nay của cô trò chúng mình. Trong tiết học, các con được xác định vị trí trước, sau, ở giữa, bên phải, bên trái. Các con được xác định vị trí định hướng trong không gian phía trước, phía sau, bên phải, bên trái. Về nhà, các con hãy thực hành làm thêm các bài tập trong vở bài tập của mình nhé. Tiết học của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con trong những tiết học sau. Chào tạm biệt các con. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.